Hi, chào các bạn. Hôm nay tôi lại tiếp tục là ký sinh trùng và ký sinh vào cơ thể của loài voi. Vậy liệu tôi bằng cách nào để có được bọn chúng và có bao nhiêu cơ thể voi mà tôi sẽ ký sinh? Bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi. Cố lên đi, cố lên đi em. Đừng bỏ cuộc, đừng bỏ cuộc. Đau quá, đau quá. Chắc em không sống nổi nữa. Ban đầu tôi là một ký sinh trùng. Kiki, họ chính là cha mẹ của tôi đó. Nhưng tôi lại làm một ca sinh khó, khiến cho mẹ ký sinh trùng mặc rất nhiều máu, nhưng vẫn chưa có thể sinh tôi ra đời. Kết quả, bà ấy đã chết ngay tại chỗ. Không, không, bà ơi, em chết rồi, bọn anh phải sống làm sao đây? Không được, không được, phải nhanh chóng đi tìm một ký sinh trùng cái khác. Nếu không có gai, chúng ta sẽ sống không nổi mất. Xem tới đây, các bạn cũng đừng có trách họ. Họ dẫu gì cũng chỉ là ký sinh trùng mà thôi. Còn tôi lúc này vẫn chưa chết, vẫn nằm trong bụng của mẹ mình. Tôi mệt quá, tôi mệt quá, tôi khát quá, tôi đi hết nổi rồi. Thủ lĩnh, hãy dừng lại, hãy dừng lại nghỉ một chút đi. Không được, không được, mọi người phải cố gắng lên, chắc chắn ở phía trước không xa sẽ có nước. Nào, nếu chúng ta cứ nghỉ ở đây, chúng ta sẽ chết khô mất. Nhưng mà suốt cả tuần rồi, tôi không có một giọt nước vào miệng. Tôi khát quá, tôi đi không nổi nữa. Thôi được rồi, mọi người hãy nghỉ ngơi ở đây đi. Một mình tôi sẽ tiếp tục tiến về phía trước. Nếu tìm thấy nguồn nước, tôi sẽ quay lại báo cho mọi người biết. Thủ lĩnh, hãy cẩn thận, hãy cẩn thận. Có lẽ các bạn biết chủ thể ký sinh của tôi là ai rồi đúng không? Không sai, chính là con voi thủ lĩnh này. Nó đã rời đàn để đi tìm nguồn nước. Và rồi nó đã đi qua khu rừng, nơi mà mẹ tôi vẫn đang mang tôi trong bụng nằm ở đây. Cái quái quỷ gì sao trông kinh tởm thế này? Nhưng dường như nó đã chết mấy ngày rồi thì phải. Thôi, mặc kệ, nhanh chóng tìm nguồn nước thôi nào. Cơ thể của mẹ tôi đã trường sình lên, nhưng tôi vẫn còn sống sót nhờ hút chất dinh dưỡng bên trong cơ thể của bà ấy. Nghe thấy tiếng động, tôi cố gắng moi móc bụng của mẹ mình và phóng ra ngoài. Sau đó tôi nhìn thấy một sinh vật nhúc nhích, tôi liền nhảy vào người của nó để chí sinh chiếm lấy cơ thể của nó. Tôi thành công rồi, tôi thành công rồi các bạn ơi. Cuối cùng tôi cũng có được chủ thể đầu tiên và bắt đầu được cuộc sống mới. Nhưng khoan đã, bụng tôi đói quá, đói cồn cào. Tôi phải kiếm thứ gì đó cho vào miệng của mình mới được. Đi mãi, theo quán tính tôi đã tới một vùng đất khô cằn lúc nào mà không hay. Cố lên đi, cố lên đi cá đòi. Thủ lĩnh sao lâu quá không thấy quay trở về, mau tìm anh ấy thôi. Hả? Nhìn kìa, hình như có ai quay trở lại. Không lẽ đó chính là thủ lĩnh của chúng ta? Hả? Trời đất quỷ thần ơi, là một bầy sinh vật giống như chủ thể của tôi đã ký sinh. Hay lắm, đang buồn ngủ thì lại gặp chiếu manh thế này, còn gì bằng nữa. Ồ, đúng là thủ lĩnh của chúng ta mà, nhưng sao cơ thể của anh ấy lỡ lét, mọc nhiều xúc tua trông quái dị vậy? Này, thủ lĩnh, là chúng tôi đây. Ồ, thì ra, lũ sinh vật này lại là thuộc hạ của cái chủ thể mà tôi đã ký sinh vào. Hay lắm, vậy thì lại đây, để ta ăn thịt thưởng thức máu tươi của các ngươi. Chết tiệt, thủ lĩnh của chúng ta điên rồi, cậu ấy điên rồi, mau chạy đi. Thật không ngờ cuộc đời của tôi lại dễ dàng đến như vậy. Tôi tưởng chừng sẽ chết trong bụng mẹ của mình, nhưng ông trời đã giúp tôi, cho tôi một cơ thể tuyệt vời như thế này. Nó không những vừa to vừa mạnh mà còn khủng khiếp nữa. Đồng thời những thuộc hạ của nó đã giúp tôi có một bữa ăn no nè. Người ta, có ai cứu chúng tôi với? Chúng tôi không muốn bị chết đâu. Là nữa đi, là lớn nữa đi, không
có ai cứu nổi chúng mày đâu. Đã khát quá. Nước, nước ở đằng kia. Chết tiệt thật. Ăn số thịt đó vào, ngẹn hết cả cổ. Tội mái quá, đã khát quá. Này, này, anh bạn đang khát, đừng uống quá nhiều nước, nếu không sẽ chết đó. Hả? Tình huống nào lắm mồm vậy? Đúng là làm ơn mất quán mà. Đứng lại, thứ chết tiệt kia, ai cho ngươi đi? Hả? Anh bạn muốn gì nữa? Ta uống nước xong, bụng ta lại cảm thấy lưng chừng. Ta muốn ăn thứ gì đó để chán miệng. Cái gì chứ? Ngươi muốn ăn thịt ta? Khốn kiếp thật. Nên nhớ, ngươi, ngươi cũng là loài voi, và ta cũng vậy. Mặc dù ta là một quái thai voi bị vứt bỏ, nhưng ngươi không thể nào ăn thịt đồng loại được. Ta không giống như các ngươi. Ta chính là voi John Joseph. Chịu chết đi. Hả? Mẹ kiếp. Ngươi đụng nhầm ngươi rồi. Thật không ngờ thứ quái thai voi đó có sức mạnh vô cùng kỳ lạ và khủng khiếp. Tôi tưởng rằng sẽ nhai đầu được nó, nhưng kết quả đã bị nó đánh cho tàn nát. Lúc này bắt buộc tôi phải rời khỏi cái cơ thể này thôi. Đúng rồi, thứ quái thai kia rất mạnh. Tôi phải chiếm được cái cơ thể của nó làm chủ thể thứ hai. Ngon quá, ngon quá. Hả? Có tiếng động. Kẻ nào tới vậy? Gì thế này? Là một ký sinh trùng vô cho xích à? Người đi đâu thế này? Sao không tìm cho mình một cơ thể để ký sinh đi? Gì thế này? Là một con quái vật sói vô cho xích à? Này, người có thấy một con quái thai voi khủng khiếp chạy ngang qua đây hay không? Ta muốn bắt nó làm chủ thể của ta. Hả? À, hồi nãy ta đang ăn thịt thì thấy có thứ gì đó lướt qua rất nhanh. Thì ra đó là một quái thai voi à? Nhưng khoan, sao ngươi không ký sinh vào những sinh vật bình thường mà lại ký sinh vào những thứ quái thai đó làm chi? Vì thứ quái thai đó rất mạnh. Tôi lúc đầu đã ký sinh vào một con voi thủ lĩnh, nhưng khi chiến đấu ăn thịt thứ quái thai đó lại không thể nào bắt được nó. Gì chứ? Một thứ quái thai có thể đánh bại một quái vật John Joseph đã ký sinh à? Không thể nào. Ta cũng muốn có được chủ thể là thứ quái thai đó. Ngươi hãy nhường cho ta đi, rồi ta sẽ cho ngươi cái cơ thể sói này, được không? Chết tiệt thật. Nhưng mà bây giờ trong cái hoàn cảnh này, tôi bắt buộc phải chấp thuận lời đề nghị của con sói John Joseph chết tiệt này. Bởi vì tôi chỉ là một ký sinh trùng, không thể nào làm gì được nó. Tốt lắm, vậy thì chúng ta nhanh chóng lên đường tìm thứ quái thai voi nữa thôi. Sống một mình không bày đàn cũng cảm thấy thật tuyệt vời. Ủa, hình như có tiếng bước chân. Tìm thấy mày rồi, mau đứng lại. Những kẻ nào nữa đây? Các ngươi muốn làm gì? Bọn tao muốn ký sinh vào trong cơ thể của mày. Mau đứng lại. Trong lúc thứ quái vật sói John Joseph đang đấu với lại con quái thai voi kia, tôi đứng nhìn từ xa. Lúc này tôi không thể nào chịu thua. Tôi không thể nào để cái cơ thể của quái thai voi đó lọt vào tay của thứ quái vật sói John Joseph tranh thủ. Thứ quái thai voi kia đang bị một vết thương hả? Tôi nhanh chóng từ xa chui vào trong vết thương đó, ký sinh hoàn toàn vào trong cơ thể của nó. Gì thế này? Thứ ký sinh trùng kia, ngươi thật là nhanh đó nha. Được rồi, mau ra ngoài đi, đổi cơ thể với ta. Ngươi nghĩ ta sẽ đổi với ngươi à? Đừng mơ mộng giữa ban ngày nữa. Cơ thể này đã được ta nhắm trước rồi, nó thuộc về ta. Mẹ kiếp mày, mày dám phóng tay trên của tao. Khốn kiếp, vậy thì tao sẽ lôi đầu mày ra khỏi cơ thể này. Mau trả nó lại cho tao. Và thật không uổng công, tôi đã tìm trăm công ngàn kế và vượt bao cực khổ mới chiếm được cái thân xác voi quái thai này. Thứ khốn kiếp, nó thật sự rất mạnh. Kết hợp với sức mạnh ký sinh vô cho xích, nó trở nên vô cùng khốn kiếp. Lúc này sói vô cho xích không phải là đối thủ của tôi. Nghĩ tình người giúp đỡ ta, ta tha mạng cho ngươi đó. Còn bây giờ ta sẽ tận hưởng cái cuộc sống
với chủ thể mới quái thai đặc biệt.